Chiều hôm nay là ngày 21 tháng 6 2023. Toàn đội U12 trở lại tập luyện bình thường sau khoảng thời gian các bạn nghỉ hè. Thời tiết buổi chiều ngày hôm nay thì có dịu nắng hơn. Các bạn U12 đang khởi động trước buổi tập. Chiều hôm nay thì các bạn U11 cũng bắt đầu ra tập luyện. Đấy. Các bạn U11 đang khởi động. Đây là các bạn lớp U9. Chiều hôm nay cũng các bạn cũng sẽ có buổi tập sau khi kết thúc các ngày nghỉ hè cùng với gia đình. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 2023.
Tập đi. Chứ hôm nay thì các bạn chỉ chơi thả lỏng. Hey, các bạn U9, U10 tập ép dẻo.